đạt được 82%, vượt 2% trong số 61 tiêu chí đặt ra theo quy định. Trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Đà Nẵng vừa được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, trong đó có những tiêu chí quan trọng về trình độ đội ngũ giảng viên, các hoạt động hợp tác quốc tế. Trường Đại học Sư phạm tại Đà Nẵng là trường đại học đầu tiên trong cả nước được đánh giá và được cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng bởi một tổ chức kiểm định chất lượng độc lập của Việt Nam.